Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Theo hãng tin AFP, xã trưởng Daniel Marie của xã Colons thuộc vùng Normandy, Tây Bắc nước Pháp đã ký chỉ thị yêu cầu trời ngừng mưa và kêu gọi các cha xứ cùng tham gia nỗ lực này. Theo cơ quan khí tượng Meteo France, lượng mưa trong 6 tháng đầu năm nay ở khu vực này nhiều hơn 20% so với lượng mưa trung bình trong giai đoạn từ năm 1991 đến năm 2020. Vị xã trưởng Pháp nói rằng, ông chưa bao giờ chứng kiến cảnh mưa như chút nước như thế trong tháng 7. Trước tình cảnh thời tiết trên, người đứng đầu xã Colons đã tự mình giải quyết vấn đề qua việc ký chỉ thị lệnh cho trời ngừng mưa. Ông cho biết, theo chỉ thị này, trong các tháng 8, 9 và 10, trời phải ngừng mưa và thay thế bằng nắng sáng và gió nhẹ. Ông Maria cũng lưu ý rằng, các cha xứ trên khắp miền Bắc nước Pháp phải đóng góp thông qua liên lạc ưu tiên hàng đầu với thiên đàng và do đó sẽ chịu trách nhiệm thực hiện chỉ thị này. Quyết định được thị trưởng Marie đưa ra trong bối cảnh nhiều vùng ở Pháp hứng chịu đợt thời tiết ẩm ướt bất thường. Cơ quan khí tượng Meteo France tuần trước cho biết, lượng mưa trong tháng 6 nhiều hơn 20% so với mức trung bình giai đoạn từ 1991 đến 2020. Tại một số khu vực, lượng mưa thậm chí gấp đôi thông thường. Hiện chưa rõ thị trưởng Marie sẽ thực hiện chỉ thị bằng cách nào và điều gì sẽ xảy ra nếu trời vẫn mưa trong 3 tháng tiếp theo. Tuy nhiên, ông cho hay, nhiều cư dân trong làng đã liên hệ để cảm ơn ông về ý tưởng trên. Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ NWS cho hay, trong số những khu vực ghi nhận nhiệt độ cao kỷ lục ở Mỹ là Las Vegas, Nevada, nơi đạt mức nhiệt cao nhất lịch sử của vùng là 48,9 độ C vào ngày 7 tháng 7. Nhà Trắng cũng đã ban bố tình trạng khẩn cấp liên bang tại Texas sau khi bão Berin gây mất điện, ảnh hưởng tới 2 triệu người tính đến tối 9 tháng 7. Khu vực Đông Nam và bờ Đông nước Mỹ cũng đã ghi nhận nắng nóng ngột ngạt. Chính quyền các khu vực từ Florida tới Massachusetts đã ban hành cảnh báo phòng ngừa nắng nóng và nhiệt độ cao nguy hiểm. Nắng nóng được coi là nguyên nhân gây ra một số ca tử vong và nhập viện ở bờ Tây. Khu vực này là một trong những nơi nóng nhất ở trái đất, đã ghi nhận nhiệt độ 55 độ C vào ngày 7 tháng 7. Dù khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương có nhiệt độ ôn hòa hơn vùng Tây Nam nước Mỹ, nhưng nhiệt độ ở đây vẫn tăng cao vào mùng 9 tháng 7. Thành phố Salem, thủ phủ bang Oregon, ghi nhận nhiệt độ kỷ lục là 39,3 độ C vào cuối tuần. Nhiệt độ cao cũng góp phần gây ra cháy rừng ở California, ở Tây Bắc Santa Barbara, đám cháy lách đã thiêu rụi diện tích gần 110 km vuông, buộc người dân phải sơ tán và nhiều tuyến đường bị phong tỏa. Theo cơ quan biến đổi khí hậu Copernicus của châu Âu, đợt nắng nóng này diễn ra sau khi trái đất ghi nhận tháng 6 nóng nhất lịch sử. Một đám cháy rừng lớn bùng phát do gió mạnh tại thành phố cảng Pachas của Hy Lạp đã buộc một bệnh viện nhi và cư dân ở nhiều khu vực lân cận phải di tản khẩn cấp. Hơn 90 lính cứu hỏa cùng 25 xe chữa cháy và máy bay cứu hỏa đã được huy động đến hiện trường để dập lửa. Sau nhiều giờ nỗ lực, đám cháy đã được kiểm soát vào tối cùng ngày. Tại Bệnh viện Nhi, các bác sĩ cho biết việc di tản diễn ra nhanh chóng, toàn bộ trẻ em trong bệnh viện đã được chuyển đến các cơ sở y tế khác trong thành phố. Trong khi đó, cư dân ở ba khu vực của Pachas thuộc vùng Peloponnese cũng đã được sơ tán đến trung tâm thành phố để đảm bảo an toàn. Bên cạnh bệnh viện nhi trên, một viện dưỡng lão và một trung tâm y tế cũng nằm trong diện di tản khẩn cấp do ảnh hưởng của đám cháy. Đây là một trong những vụ cháy rừng lớn nhất xảy ra tại Hy Lạp trong thời gian gần đây. Các khu vực khác trên cả nước cũng đang phải đối mặt với nguy cơ cháy rừng cao do ảnh hưởng của gió mạnh và nhiệt độ tăng cao. Theo ghi nhận của Đài quan trắc quốc gia Athens, nhiệt độ tại khu vực Attica, nơi bao quanh thủ đô Athens đã lên tới 37 độ C. Nhà chức trách đã ban bố cảnh báo về nguy cơ cháy rừng rất cao ở 6 khu vực trong ngày 10 tháng 7, trong đó có miền Trung Hy Lạp, Peloponnese, Attica và các đảo phía đông bắc Aegean như Lesbos. Theo thông tin được cập nhật chiều mùng 9 tháng 7, số người thiệt mạng trong vụ lở đất gần mỏ khai thác vàng trái phép trên đảo Sulawesi, miền trung Indonesia đã tăng lên 23 người, trong khi 35 trường hợp vẫn mất tích. Tổng cộng 270 người đã tham gia chiến dịch tìm kiếm cứu hộ tính đến thời điểm chiều mùng 9 tháng 7. Ông Ida Bagus Nioman Nogura Asdrama, quan chức cơ quan tìm kiếm và cứu hộ tỉnh Gorontalo, xác nhận tính đến chiều cùng ngày có 66 người sống sót, 23 người thiệt mạng. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tìm kiếm 35 người mất tích. Ông Ida cho biết thêm các phương tiện vẫn không thể tiếp cận khu vực thảm họa do một số cây cầu bị sập, khiến lực lượng cứu hộ phải đi bộ. Trước đó, các quan chức khác cho biết một số nạn nhân là thợ mỏ, nhiều trường hợp khác là người bán các quầy hàng gần đó. Vụ lở đất xảy ra tại một ngôi làng hẻo lánh ở huyện Bon Bolago của tỉnh Gorontalo vào cuối ngày 6 tháng 7 sau nhiều ngày mưa lớn. Indonesia dễ xảy ra lở đất trong mùa mưa từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau. Tuy nhiên, tháng 7 thường là mùa khô và hiếm khi có mưa lớn bất thường như vụ việc nói trên. Trung tâm dự báo thời tiết hạn vừa châu Âu và hệ thống dự báo toàn cầu thuộc Trung tâm dự báo môi trường Hoa Kỳ đã đồng nhất về dự báo sắp có cơn bão số 2 hoặc áp thấp nhiệt đới trên biển Đông. Theo mô hình của hai cơ quan này thì bão hoặc áp thấp nhiệt đới sẽ xuất hiện ngay trên biển Đông trong khoảng 5 ngày tới. Bước đầu, các cơ quan này nhận định cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới này có thể đi vào đất liền Việt Nam, vị trí đổ bộ có thể là khu vực từ Quảng Bình đến Bình Định, trọng tâm có thể từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi. Theo mô hình dự báo của châu Âu thì nếu phát triển thành bão chỉ đạt cường độ trung bình cấp 8, nhưng mô hình của Hoa Kỳ lại dự báo đạt cấp 13. Tuy nhiên đây chỉ là những dự báo sơ bộ, thực tế có thể sai hoặc thay đổi. Trước đó, tuần giữa tháng 6, các cơ quan này cũng có mô hình dự báo sắp có áp thấp hình thành bão trên Biển Đông. Nhưng sau đó, rãnh thấp đã không phát triển thành vùng thấp hoặc áp thấp nhiệt đới như dự báo. Nhận định về xu thế thời tiết từ nay đến cuối năm 2024, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Hoàng Phúc Lâm cho rằng hiện tượng Enso tiếp tục duy trì ở trạng thái La Nina với xác suất khoảng 80-90%, nguy cơ mưa bão rồn rập trong những tháng cuối năm, đặc biệt là khu vực miền Trung. Từ nay đến cuối năm xuất hiện từ 10 tới 12 cơn bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Bắc Biển Đông, trong đó có khoảng từ 5 tới 7 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam, không loại trừ khả năng xuất hiện những cơn bão mạnh trên biển Đông. Khu vực ven biển Bắc Bộ và Trung Bộ cần tiếp tục đề phòng sóng lớn kết hợp với nước dâng trong bão và áp thấp nhiệt đới. Từ tháng 10 tới tháng 12, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến ở mức sấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Riêng khu vực Bắc Bộ trong tháng 10 năm 2024, nhiệt độ trung bình cao hơn khoảng 0,5-1 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia phó trưởng phòng dự báo thời tiết trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nguyễn hữu thành cho biết các khu vực trên cả nước tiếp tục có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như rông lốc xét và gió giật mạnh để ứng phó với các hình thái thời tiết nguy hiểm trên các chuyên gia khí tượng thủy văn khuyến cáo người dân cần phải thường xuyên theo dõi thông tin dự báo cảnh báo của trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia các đài khí tượng thủy văn tỉnh thành phố và khu vực và cập nhật thường xuyên thông tin dự báo khí tượng thủy văn mới nhất trên các phương tiện truyền thông đại chúng chính thống của trung ương và địa phương để chủ động ứng phó